Vị khách quý, kính thưa các đồng nghiệp cùng toàn thể các em học sinh thân mến, hòa chung không khí tưng bừng đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam của cả nước. Hôm nay, thầy trò trường Trung học Cơ sở thị trấn Bình Thạnh tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thật là vinh dự và xúc động. Trong âm thanh của buổi lễ, tôi được thay mặt cho tập thể nhà trường chia sẻ đôi điều suy nghĩ của mình. Trong ngày hội lớn hôm nay, ngày mà toàn thể xã hội dành những tình cảm yêu quý và trân trọng nhất tới chúng tôi, những người đang trực tiếp làm công tác giáo dục. Là một nhà giáo, tôi vô cùng xúc động và biết ơn trước những ân tình và sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các bậc cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân và các em học sinh. Có lẽ trong những ngày này, mỗi chúng ta không sao nén được những giây phút bồi hồi xúc động khi nhớ về những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm về thầy cô, về mái trường của một thời cấp sách. Xin cho tôi cúi đầu tri ân tất cả những người làm sứ mệnh lái đò, những thầy cô giáo ngày xưa của mình, những người đã từng nghiêm khắc, những người hiểu hen, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại. Tôi chợt nhớ đến lời mẹ dạy ngày nào: sang sông phải bắt cầu thuyền, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Chúng tôi đặc biệt biết ơn các thế hệ nhà giáo đi trước đã góp công sức xây dựng nên truyền thống vẻ vang của ngày Nhà giáo Việt Nam. Hôm nay, với tư cách là một người giáo viên đứng trên bục giảng, tôi sẵn sàng vượt qua những khó khăn của đời sống nhưng lại nặng lòng đôi khi chùn bước trước những hoàn cảnh nghèo của các em. Dẫu biết rằng vẫn còn bao thách thức đang đặt ra cho nhà giáo chúng tôi, đặc biệt là đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học. Mỗi thầy cô giáo chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề, phấn đấu để xây dựng nhà trường thực sự vững mạnh. Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng, mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim. Với riêng cá nhân tôi nguyện với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để được xứng đáng với thành tích mà nhà trường đã đạt được hôm nay. Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy, giáo dục các thế hệ học trò trở thành những người con ngoan, trò giỏi, là những người công dân có ích cho xã hội. Và một lần nữa, tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng nghiệp có nhiều niềm vui trong công tác. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi. Tôi xin trân trọng kính chào.